Thi Thiên 101. Con sẽ hát sướng về lòng nhân từ và đức công chính của Chúa. Lạy Đức Giê-hô-va, con sẽ ca ngợi Ngài. Con sẽ sống cách khôn ngoan theo con đường trọn vẹn. Khi nào Chúa sẽ đến với con sẽ lấy lòng thành thật mà sống trong nhà con. Con sẽ chẳng để điều gian ác trước mắt con. Con ghét công việc của kẻ bất trung. Chúng sẽ không dính líu gì đến con. Lòng gian tà sẽ lìa khỏi con. Con sẽ chẳng biết đến điều ác. Kẻ lén lút nói xấu người lân cận mình, con sẽ loại trừ. Còn kẻ nào có mắt tự cao và lòng kiêu ngạo, con sẽ chẳng dung tha. Mắt con sẽ tìm kiếm người trung tín trong xứ và cho họ ở chung với con. Ai đi theo con đường trọn vẹn sẽ phục vụ con. Kẻ lừa đảo sẽ chẳng được ở trong nhà con. Bọn gió trá sẽ không đứng nổi trước mặt con. Mỗi buổi sáng, con sẽ tiêu diệt tất cả kẻ dữ trong xứ, trục xuất mọi kẻ ác khỏi thành của Đức Giê-hô-va. Luca chương 22. Lễ bánh không men, tức là lễ vượt qua đã đến gần. Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo tìm cách để giết Đức Chúa Giê-xu vì họ sợ dân chúng. Lúc ấy, Satan nhập vào Giu-đa gọi là Iscariot, là một trong số 12 sứ đồ. Nó đi và bàn tính với các thầy tế lễ cả cùng các viên chức quản lý về cách mà nó có thể nộp ngài cho họ. Họ mừng lắm và hứa sẽ cho nó tiền bạc. Nó đã ưng thuận và tìm dịp để nạp Đức Chúa Giê-xu trong lúc dân chúng không có ở đó. Đến ngày lễ bánh không men, là ngày người ta phải giết chiên con lễ vượt qua, Đức Chúa Giê-xu sai Phi-e-rơ và Giăng đi mà phán rằng: Hãy đi sửa soạn lễ vượt qua để chúng ta cùng ăn. Hai người thưa: Thầy muốn chúng con sửa soạn lễ ấy tại đâu? Ngài đáp: Khi vào thành, có một người mang vò nước sẽ gặp các con. Hãy theo người ấy vào nhà và nói với chủ nhà: Thầy hỏi ông rằng, phòng khách mà ta và các môn đồ sẽ ăn lễ vượt qua ở đâu? Chủ nhà sẽ chỉ cho các con một phòng lớn trên lầu, đồ đạc sẵn sàng, rồi các con hãy dọn ở đó. Hai môn đồ đi và gặp những điều đúng như Ngài đã phán, rồi họ sửa soạn lễ vượt qua. Đến giờ, Ngài ngồi vào bàn và các sứ đồ cùng ngồi với Ngài. Ngài phán với họ: Ta rất muốn ăn lễ vượt qua này với các con trước khi ta chịu đau đớn. Vì ta bảo các con, ta sẽ không ăn lễ này nữa cho đến khi lễ ấy được hoàn tất trong vương quốc Đức Chúa Trời. Ngài cầm chén, tạ ơn rồi phán: Hãy lấy và phân phát cho nhau. Vì ta nói cùng các con, từ nay ta sẽ không uống nước nho này nữa cho tới khi vương quốc Đức Chúa Trời đến. Rồi Ngài lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, phân phát cho các môn đồ và phán: Này là thân thể ta, vì các con mà phó cho. Hãy làm điều này để nhớ đến ta. Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén trao cho các môn đồ và phán: Chén này là giao ước mới trong huyết ta vì các con mà đổ ra. Này, bàn tay kẻ phản bội ta đang để trên bàn với ta. Con người đi theo như điều đã định, nhưng khốn thay cho kẻ phản con người. Các môn đồ bắt đầu hỏi xem ai trong số họ là người sẽ làm điều đó. Các môn đồ lại tranh biện với nhau xem ai trong họ sẽ là người lớn hơn hết. Nhưng Ngài phán với họ: Các vua dân ngoại lấy quyền mà cai trị, các bậc cầm quyền gọi là người ban ơn thí phước. Về phần các con thì đừng như vậy. Nhưng ai lớn nhất trong các con phải trở nên như kẻ nhỏ nhất, và ai là người lãnh đạo phải như người phục vụ. Vì giữa người ngồi ăn với người phục vụ, ai là người lớn hơn? Có phải là người ngồi ăn không? Nhưng ta ở giữa các con như người phục vụ vậy. Các con đã gắn bó với ta trong những thử thách của ta, nên ta ban vương quốc cho các con cũng như cha đã ban cho ta vậy, để các con được ăn uống chung bàn với ta trong vương quốc ta và được ngồi trên ngôi để xét đoán 12 chi tộc Israel. Hỡi Simon, Simon, này Satan đòi sàng sải các con như lúa mì.
Nhưng ta đã cầu nguyện cho con để con không thiếu đức tin. Vậy, khi con quay trở lại, hãy làm cho anh em con mạnh mẽ. Phi-e-rơ thưa Chúa, con sẵn sàng đồng tù đồng chết với Chúa. Đức Chúa Giê-xu đáp, hỏi Phi-e-rơ, ta bảo cho con biết, hôm nay khi gà chưa gáy, con sẽ ba lần chối không biết ta. Ngài lại phán, khi ta sai các con đi, không đem túi tiền, bao bì, giày dép gì cả. Các con có thiếu gì không? Các môn đồ thưa, không thiếu gì cả. Ngài phán, nhưng bây giờ, ai có túi bạc, hãy đem theo. Ai có bao bì, cũng vậy. Ai không có gươm, hãy bán áo ngoài mà mua. Vì ta bảo các con, lời kinh thánh này phải được ứng nghiệm trong ta. Ngài đã bị kể vào hàng kẻ phạm pháp. Thật vậy, lời chép về ta đang được ứng nghiệm. Họ thưa rằng, lạy Chúa, có hai thanh gươm đây. Ngài phán, thế là đủ. Sau đó, Đức Chúa Giê-xu ra đi và lên núi Ô-liu theo như thói quen. Các môn đồ cùng đi theo Ngài. Khi đã đến nơi, Ngài phán với các môn đồ, hãy cầu nguyện để các con khỏi sa vào sự cám dỗ. Ngài đi khỏi các môn đồ khoảng chừng ném một cục đá và quỳ xuống mà cầu nguyện rằng, lạy cha, nếu cha muốn, xin cất chén này khỏi con. Dù vậy, xin ý cha được nên, chứ không theo ý con. Có một thiên sứ từ trời hiện đến và thêm sức cho Ngài. Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng khẩn thiết. Mồ hôi trở nên như những giọt máu rơi xuống đất. Cầu nguyện xong, Ngài đứng dậy, trở lại với các môn đồ và thấy họ đang ngủ vì buồn rầu. Ngài phán, sao các con ngủ? Hãy trỗi dậy cầu nguyện để các con khỏi sa vào sự cám dỗ. Khi Ngài còn đang nói, kìa, một đám đông kéo đến do Giu-đa, một trong 12 sứ đồ dẫn đầu. Nó lại gần Đức Chúa Giê-xu để hôn Ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-xu bảo, hỡi Giu-đa, con lấy cái hôn để phản con người sao? Những người ở với Ngài thấy việc sắp xảy ra liền nói, thưa Chúa, chúng con nên dùng gươm đánh chăng? Một người trong số họ đánh đầy tớ của thầy tế lễ thượng phẩm và chém đứt tay bên phải. Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán, thôi dừng lại. Rồi Ngài chạm vào tay đầy tớ ấy mà chữa lành cho anh. Đức Chúa Giê-xu phán với các thầy tế lễ cả, các viên chức bảo vệ đền thờ và các trưởng lão đến bắt Ngài rằng, sao các ngươi đem gươm và gậy đến bắt ta như bắt tên cướp vậy? Hằng ngày ta ở trong đền thờ với các ngươi mà các ngươi không ra tay bắt ta. Nhưng đây là giờ của các ngươi và của quyền lực tối tăm vậy. Họ bắt Đức Chúa Giê-xu dẫn đi và giải Ngài đến nhà thầy tế lễ thượng phẩm. Phi-e-rơ đi theo Ngài xa xa. Họ nhóm lửa giữa sân rồi ngồi với nhau. Phi-e-rơ cũng ngồi giữa họ. Một đầy tớ gái thấy Phi-e-rơ ngồi gần đống lửa thì nhìn ông chăm chăm và nói, ông này cũng ở với người ấy. Nhưng Phi-e-rơ liền chối và nói, này chị kia, tôi không biết ông ấy đâu. Một lúc sau, có người khác thấy Phi-e-rơ và nói, ông cũng thuộc về bọn đó. Phi-e-rơ đáp, này anh, không phải đâu. Khoảng một giờ sau, có kẻ khác quả quyết rằng, chắc chắn ông này cũng ở với Giê-xu vì ông ta cũng là người Galilee. Nhưng Phi-e-rơ nói, này anh, tôi không biết anh nói gì. Ngay lúc Phi-e-rơ còn đang nói thì gà gáy. Chúa quay lại nhìn ông. Phi-e-rơ nhớ lại lời Chúa đã phán, hôm nay khi gà chưa gáy, con sẽ chối ta ba lần. Phi-e-rơ đi ra ngoài và khóc lóc đắng cay. Những kẻ canh giữ Đức Chúa Giê-xu chế nhạo và đánh Ngài. Họ bịt mắt Ngài lại rồi hỏi, hãy nói tiên tri đi, ai đánh anh đó? Họ còn nói nhiều lời khác nhục mạ Ngài. Đến sáng hôm sau, các trưởng lão trong dân, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo nhóm lại. Rồi họ giải Đức Chúa Giê-xu đến hội đồng công luận. Họ hỏi, nếu ngươi là đấng Christ, hãy nói cho chúng ta biết. Ngài đáp, nếu ta nói các ngươi sẽ không tin. Nếu ta hỏi thì các ngươi sẽ không trả lời. Nhưng từ nay về sau, con người sẽ ngồi bên phải Đức Chúa Trời quyền năng. Tất cả đều hỏi, vậy ngươi là con Đức Chúa Trời sao? Ngài đáp, chính các ngươi đã nói như vậy. Họ nói, chúng ta đâu cần thêm chứng cớ gì nữa. Chính chúng ta đã nghe từ miệng nó nói ra rồi. Ê-xê-chi-ên chương 7. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi,
Hỡi con người, Chúa Giê-hô-va phán với đất nước Israel rằng: sự cuối cùng đã đến, bốn phương của đất này đã đến hồi kết thúc. Bây giờ, sự cuối cùng đã đến với ngươi. Ta sẽ đổ cơn giận ta trên ngươi. Ta sẽ phán xét ngươi theo đường lối ngươi và sẽ trừng phạt ngươi về những điều ghê tởm của ngươi. Mắt ta chẳng tiếc ngươi, ta sẽ không thương xót ngươi, nhưng ta sẽ báo trả ngươi theo đường lối của ngươi, và những điều ghê tởm của ngươi sẽ ở giữa ngươi. Bây giờ các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán: tai họa, một tai họa khủng khiếp đang đến. Kỳ cuối cùng đã đến, kỳ cuối cùng đã đến rồi. Nó thức dậy chống lại ngươi. Kìa, nó đang đến. Hỡi cư dân trong đất, số phận ngươi đã định, kỳ đã đến, ngày đã gần rồi. Sẽ có sự rối loạn thay cho tiếng reo mừng trên núi đồi. Nay ta sắp đổ cơn thịnh nộ ta trên ngươi và làm cho trọn cơn giận ta giáng trên ngươi. Ta sẽ phán xét ngươi theo cách ngươi ăn ở và báo trả ngươi về những điều ghê tởm của ngươi. Mắt ta chẳng tiếc ngươi, chẳng thương xót ngươi đâu. Ta sẽ báo trả ngươi theo đường lối ngươi, và những điều ghê tởm của ngươi sẽ ở giữa ngươi. Bây giờ các ngươi sẽ biết rằng chính ta, Đức Giê-hô-va, là đấng trừng phạt. Này, ngày ấy đây, nó đang đến. Số phận đã định đoạt, cây gậy đã trổ hoa. Sự kiêu căng đã đâm chồi, sự cường bạo đã nổi lên như gậy gian ác. Không một ai trong họ còn sống sót, không còn đám đông, không còn sự giàu có, không còn sự sang trọng giữa họ nữa. Thì giờ đã đến, ngày đã gần kề. Kẻ mua chớ vui, kẻ bán chớ buồn, vì cơn giận đang ở trên cả đoàn dân. Vì kẻ bán dù còn sống cũng không thể trở lại lấy của mình đã bán. Vì cải tượng về cả đoàn dân sẽ không thể bị đảo ngược. Vì sự gian ác của họ, không một ai có thể bảo tồn được mạng sống mình. Kèn đã thổi, mọi sự đều sẵn sàng, nhưng chẳng ai ra trận vì cơn giận của ta ở trên cả đoàn dân. Bên ngoài thì có gươm đau, bên trong thì có dịch bệnh và đói kém. Kẻ nào ở ngoài đồng sẽ chết bởi gươm đau, kẻ nào ở trong thành sẽ bị cơn đói kém và dịch bệnh vồ nuốt lấy. Những người sống sót sẽ chạy thoát và sẽ ở trên núi như bồ câu ở thung lũng. Mọi người đều than khóc về sự gian ác mình. Mọi bàn tay đều mòn mỏi, mọi đầu gối đều yếu đuối như nước. Họ sẽ thắt lưng bằng vải xô, bị bao phủ bằng sự kinh khiếp. Mọi mặt đều hổ thẹn, mọi đầu đều cào trọc. Họ sẽ ném bạc mình ra ngoài đường, vàng của họ sẽ trở thành vật ô uế. Vàng hay bạc cũng không thể cứu họ trong ngày nổi giận của Đức Giê-hô-va. Chúng không thể làm cho họ đỡ đói hay no bụng, vì đó là thứ làm cho họ sa vào tội lỗi. Những đồ trang sức làm cho họ kiêu căng, và họ dùng đồ ấy làm những hình tượng ghê tởm và đáng ghét. Vì thế, ta đã làm cho đồ ấy trở thành ô uế cho họ. Ta sẽ phó những đồ ấy vào tay dân ngoại làm chiến lợi phẩm, làm cuộc cướp cho kẻ ác trong thế gian, và chúng sẽ làm ô uế nó. Ta sẽ xây mặt khỏi họ, người ta sẽ làm ô uế nơi thánh của ta. Những kẻ trộm cướp sẽ vào đó và làm ô uế nó. Hãy chuẩn bị xiềng xích, vì đất đầy dẫy tội phạm đẫm máu và thành đầy dẫy bạo hành. Ta sẽ đem những kẻ độc ác nhất trong các dân ngoại đến để chiếm lấy nhà của họ. Ta sẽ làm cho sự kiêu ngạo của kẻ mạnh bị dập tắt, các nơi thánh của họ bị ô uế. Sự kinh hoàng sắp xảy đến, họ sẽ tìm sự bình an nhưng không tìm được. Tai họa chồng chất trên tai họa, tin dữ kế tiếp tin dữ. Họ sẽ tìm khải tượng nơi nhà tiên tri, nhưng luật pháp lìa khỏi thầy tế lễ, và mưu trí lìa khỏi các trưởng lão. Vua sẽ than khóc, người lãnh đạo sẽ mặc lấy sự kinh hãi. Tay của dân trong đất đều run rẩy. Ta sẽ đối đãi với họ tùy theo cách họ ăn ở. Ta sẽ phán xét họ tùy theo tội của họ. Bây giờ họ sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Ê-xê-chi-ên chương 8.
Vào năm thứ sáu, ngày mùng 5 tháng 6, khi tôi đang ngồi trong nhà đối diện với các trưởng lão Giu-đa, thì tay Chúa Giê-hô-va đặt trên tôi. Bây giờ, tôi thấy một hình dạng giống như lửa. Từ ngang lưng người ấy trở xuống là lửa, còn từ lưng trở lên thì sáng chói tựa đồng bóng loáng. Người ấy giơ ra, trông giống như hình bàn tay nắm lấy một lọn tóc trên đầu tôi. Thần cất tôi lên giữa khoảng đất và trời trong khải tượng của Đức Chúa Trời. Tôi được đem đến thành Jerusalem, nơi cửa vào sân trong về phía bắc, là nơi có dựng hình tượng ghen tuông làm cho nổi ghen. Kìa, vinh quang Đức Chúa Trời của Israel hiện diện tại đó, như tôi đã xem trong khải tượng ở đồng bằng. Ngài phán với tôi, hỡi con người, hãy ngước mắt về phía bắc. Vậy, tôi ngước mắt về phía bắc và kìa, về phía bắc cổng bàn thờ, nơi lối vào, có hình tượng ghen tuông. Ngài phán với tôi, hỡi con người, con có thấy điều họ đang làm, tức là những điều quá ghê tởm mà nhà Israel đã phạm tại đây khiến ta phải xa đền thánh ta chăng? Nhưng con sẽ còn thấy những điều ghê tởm lớn hơn nữa. Sau đó, Ngài dẫn tôi đến cửa hành lang. Tôi nhìn thấy một lỗ thủng trên tường. Ngài phán với tôi, hỡi con người, hãy đục tường ấy đi. Khi tôi đục tường xong thì thấy có một cái cửa. Ngài lại phán, hãy vào xem những điều gian ác đáng kinh tởm mà họ làm ở đây. Vậy tôi bước vào và nhìn thấy, kìa, chung quanh tường có chạm đủ mọi thứ hình tượng, côn trùng và thú vật ghê tởm. Mọi thần tượng của nhà Israel. Đứng trước mặt các thần tượng ấy là 70 trưởng lão của nhà Israel. Trong số đó có Ya-a-sa-nia, con trai Sa-phan. Mỗi người tay cầm lư hương, khói thơm bay lên nghi ngút. Ngài phán với tôi, hỡi con người, con có thấy điều các trưởng lão nhà Israel, mỗi người làm trong bóng tối, trong phòng chạm hình tượng của mình không? Vì họ nói rằng, Đức Giê-hô-va không thấy chúng ta đâu. Đức Giê-hô-va đã từ bỏ đất này. Ngài lại phán, con sẽ còn thấy những điều kinh tởm lớn hơn nữa mà họ đã làm. Rồi Ngài dẫn tôi đến lối vào cổng bắc của nhà Đức Giê-hô-va. Kìa, tại đó, tôi thấy các phụ nữ ngồi khóc thần tham mưu. Ngài phán với tôi, hỡi con người, có thấy chưa? Con sẽ còn thấy những điều kinh tởm lớn hơn nữa. Kế đó, Ngài đem tôi vào hành lang trong của nhà Đức Giê-hô-va, nơi lối vào đền thờ Đức Giê-hô-va, giữa cổng vòm và bàn thờ. Tôi thấy có một khoảng 25 người lưng quay về hướng đền thờ Đức Giê-hô-va, còn mặt quay về hướng đông mà thờ lại mặt trời ở phía đông. Ngài phán với tôi, hỡi con người, con thấy chưa? Nhà Giu-đa đã phạm những điều ghê tởm như thế mà họ cho là việc nhỏ mọn sao? Họ còn làm cho tội ác mình đầy dẫy trong đất và chọc giận ta nữa sao? Kìa, họ lấy nhánh cây để gần gũi mình. Vì thế, ta sẽ xử họ theo cơn giận, mắt ta chẳng tiếc, cũng chẳng xót thương đâu. Dù họ có kêu la thấu đến tai ta, ta cũng chẳng thèm nghe.